Limosa. Chào mừng các bạn đến với Limosa. Hôm nay Limosa sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nồi cơm điện tử Sunhouse, một thiết bị nhà bếp đang được mọi người rất ưa chuộng sử dụng trên thị trường hiện nay. Hãy theo dõi và tìm hiểu những tính năng mới của sản phẩm này cùng Limosa nhé. Cùng bắt đầu thôi nào. Cấu tạo bảng điều khiển nồi cơm điện tử Sunhouse. 1. Phím bắt đầu hủy, bắt đầu nấu hoặc dừng nấu. 2. Phím chức năng, lựa chọn chức năng nấu. Có 6 chức năng nấu bao gồm: nấu tiêu chuẩn, nấu nhanh, nấu cháo, nấu súp, nấu cháo đặc, hâm nóng. 3. Phím hẹn giờ trước khi nấu. 4. Phím điều chỉnh thời gian nấu của nồi. 5. Đèn báo chức năng, đèn sáng hiển thị chức năng nấu đang được chọn. 6. Mặt hiển thị điện tử, hiển thị thời gian hẹn giờ, thời gian nấu còn lại và thời gian giữ ấm. Lưu ý trước khi sử dụng nồi cơm điện tử Sunhouse, trước khi sử dụng lần đầu, cần phải lau chùi lòng nồi và nắp trong bằng nước ấm hoặc chất tẩy rửa nhẹ. Thao tác khi sử dụng nồi cơm điện tử Sunhouse. 1. Chọn chức năng nấu. Bước 1. Nhấn phím chức năng để chọn chức năng nấu và dừng lại ở chức năng bạn mong muốn. Đèn báo chức năng sẽ nhấp nháy hiển thị chức năng nấu đã được chọn. Bước 2. Sau khi chọn được chức năng nấu mong muốn, nhấn phím bắt đầu hủy. Nhấn một lần để bắt đầu nấu. Nếu muốn thay đổi thời gian nấu hoặc hẹn giờ nấu, chuyển sang bước tiếp theo. 2. Hẹn giờ. Nhấn phím hẹn giờ để hẹn trước giờ nấu. Thời gian hẹn giờ sẽ tăng lên 30 phút sau mỗi lần nhấn phím hẹn giờ. Thời gian hẹn giờ tối đa là 24 giờ. 3. Điều chỉnh thời gian. Nhấn phím điều chỉnh thời gian để thay đổi thời gian nấu. Mỗi lần nhấn nút thời gian nấu sẽ tăng lên. Lưu ý, chức năng điều chỉnh thời gian chỉ được dùng cho chức năng nấu cháo từ 40 giây đến 2 phút, nấu súp từ 1 phút đến 4 phút, nấu cháo đặc từ 1 phút đến 3 phút. 4. Phím bắt đầu hủy. Bước 1. Sau khi chọn xong chức năng nấu mong muốn, hoàn thành cài đặt thời gian nấu hoặc hẹn giờ nấu, nhấn phím bắt đầu hủy một lần để nồi bắt đầu hoạt động. Bước 2. Sau khi nồi nấu chín xong sẽ có tín hiệu báo nồi đã nấu xong. Nồi được chuyển sang chế độ giữ nhiệt, đèn báo sẽ sáng và màn hình hiển thị thời gian giữ nhiệt. Bước 3. Trong khi nồi đang nấu có thể nhấn phím bắt đầu hủy một lần để nồi dừng hoạt động và chuyển sang chế độ chờ. Lưu ý khi sử dụng nồi cơm điện tử Sunhouse. 1. Để cơm không bị vón cục và có mùi vị không ngon, vui lòng xới cơm trong vòng 30 phút sau khi nồi báo tín hiệu chuyển sang trạng thái giữ ấm. 2. Cơm sẽ ngon hơn khi được giữ ấm trong vòng 15 phút sau khi nấu cơm. 3. Với chức năng nấu cháo, lượng gạo tối đa bằng 3/4 cốc, tỷ lệ gạo và nước khuyến nghị là 1/8. Vệ sinh thiết bị, bảo quản thiết bị. 1. Làm sạch nồi bên trong và nắp đậy bằng nước và miếng bọt biển. 2. Nếu thức ăn dính vào đáy của lòng nồi, ngâm lòng nồi với nước, sau đó rửa sạch. 3. Lau sạch vung nồi và van thoát hơi bằng khăn ẩm. Vệ sinh thường xuyên để tránh có mùi sau khi nấu. 4. Khi không sử dụng trong một thời gian dài, rút dây nguồn và đặt nồi ở nơi thoáng mát và khô ráo. 5. Không ngâm dây điện vào trong nước. Với cách hướng dẫn sử dụng nồi cơm điện tử Sunhouse, Limosa hy vọng rằng bạn sẽ có thêm kinh nghiệm hữu ích để có thể sử dụng nồi cơm điện tử dễ dàng nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể tham khảo những video khác của Limosa. Bạn có thể kích vào đường link dưới phần mô tả nhé. Hãy theo dõi Limosa để biết thêm nhiều thông tin bổ ích. Nếu bạn vẫn còn thắc mắc nào, hãy để lại câu hỏi dưới phần bình luận. Limosa sẽ giải đáp hết mọi thắc mắc mà đang gặp phải nhé.